Xin chào anh em. Trong cái clip hôm nay á, mình lại chia sẻ với anh em một cái bộ đồ Touring Adventure dành cho anh em là đi được 4 mùa và nó là chống nước. Nhưng mà trước khi đi vào cái bộ đồ áo quần bảo hộ thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái cách để mặc đồ bảo hộ cho nó cảm thấy thoải mái và nó không bị nóng. Thì mình để đạt được điều đó thì mình sẽ có một cái bộ đồ lót mang ở phía trong. Mà điển hình ở đây mình sẽ giới thiệu với anh em một cái bộ đồ lót của Lobo đó, đến từ thương hiệu Lobo nè. Cái bộ đồ lót này sẽ gồm có áo và quần. Chức năng của bộ đồ lót này thì nó sẽ giúp anh em là thấm hút mồ hôi nè. Đó, nó thấm hút mồ hôi và nó trên cái áo quần này nó cũng có những cái lỗ để giúp anh em là thoát cái hơi nóng ra ngoài. Đó. Và cái bộ đồ lót này nó sẽ giúp anh em mang áo quần giáp vào và cởi ra một cách dễ dàng, giúp nó tháo mở một cách trơn tru. Và một cái điều nữa thì nếu mà anh em không có mang bộ đồ lót này mà mang trực tiếp áo quần giáp vào người mình á, thì cái lớp vải ở trong á nó tiếp xúc với da, nó sẽ gây cho khó chịu và cảm thấy nó dít và nó ngứa ngáy cho mình. Cho nên anh em phải cần sắm một cái bộ đồ lót này để mang ở phía trong, sau đó mới mang cái bộ đồ giáp vào. Và một cái điều nữa thì cũng phải có một cái khăn chùm đầu luôn. Đây là cái bộ cơ bản khăn chùm đầu, áo lót, quần lót đi chung với nhau để chúng ta có thể mang nón và mang áo quần vào. Và bây giờ mình sẽ đi vào cái phần áo quần, mời anh em đón xem. Hồi nãy thì mình đã cũng nói với anh em về khi mà mình mang nón, mang áo quần giáp thì phải có là khăn chùm đầu, áo quần lót ở phía trong để cho mang vào nó thấm hút mồ hôi và nó dễ dàng tháo mở. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái bộ áo quần giáp đang mặc trên con mannequin này đây. Đây là một bộ áo quần giáp của nam, nó có tên là Onroad H2O, đến từ thương hiệu là Speedy của nước Ý. Như anh em cũng đã biết á, thì Speedy là một cái thương hiệu gia công áo quần bảo hộ cho Ducati và rất là nổi tiếng ở bên châu Âu. Về cái thương hiệu Speedy này nè, ngoài cái chú trọng đến cái độ an toàn thì nó còn chú trọng đến cái vấn đề là thời trang. Những cái bộ áo quần Speedy sẽ hợp với những anh em có body chuẩn, form mà kiểu là có chiều cao và ba vòng nó chuẩn thì mang vào rất là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái bộ giáp chống nước 4 mùa Speedy Onroad H2O. Đây là cái bộ giáp chống nước là có cái lớp chống nước tháo rời ra được, nó gọi là chống nước hai lớp đó anh em. Và cái lớp chống nước thì có thể là mang phía trong hoặc mang phía ngoài vỏ áo đều được, tùy anh em thích thôi. Và bây giờ trước tiên mình sẽ đi vào cái phần lớp vỏ áo đi. Lớp vỏ áo này là một cái thiết kế được từ những cái sợi vải, nó có cái tính là chống mài mòn. Rồi những cái nó sẽ có những cái phần bảo vệ, giáp bảo vệ ở vai nè, rồi cùi chỏ nè, quần thì có ở đầu gối. Và những cái này là nó có sẵn đi kèm khi chúng ta mua áo quần. Còn giáp ngực và giáp lưng á thì chúng ta phải mua kèm theo và chúng ta phải gắn nó vào để cho nó an toàn. Cái ngực và cái lưng là cái phần quan trọng nhất trên người, cho nên anh em bắt buộc phải có giáp ngực và giáp lưng. Rồi cái phần vỏ áo này nó đã có chống nước nhẹ, chống mưa phùn nhẹ rồi. Rồi cái lớp chống nước kia mới là chống nước nặng, cho nên là đi mưa nhẹ thì cái lớp này là cũng đã vừa rồi. Rồi tiếp theo về cái phần ven gió đi, Speedy Onroad H2O này có cái hệ thống ven gió lấy gió rất là lớn ở hai ven trước ngực nè. Khi chúng ta kéo xuống xong rồi chúng ta mở ra, chúng ta cuộn lại để lộ ra một cái mảng ven gió rất là lớn. Bên này cũng vậy luôn. Rồi ở hai bên cánh tay cũng vậy luôn, có một cái hệ thống ven gió kéo dài từ trên xuống dưới này, anh em có thể thấy nè. Đó, mình kéo được xuống dưới này xong mình mở ra khóa cái đây nè, thì cái lượng ven gió ở cánh tay cũng rất là lớn luôn. Cho nên khi chạy á sẽ lấy vào một cái lượng gió rất là lớn ở hai bên phần ngực và hai bên phần tay này, và nó thoát ra một cái hệ thống ven gió ở sau lưng. Cái hệ thống ven gió sau lưng này anh em có thể mở nó ra và cuộn nó lại để lòi ra một cái mảng rất là lớn như thế này luôn. Rồi như vậy á thì cái bộ áo quần chống nước Speedy Onroad H2O này, khi chúng ta tháo cái lớp chống nước ra, chúng ta cất đi vào mùa hè thì nó sẽ không khác gì một cái bộ giáp mùa hè luôn. Không khác gì một cái bộ giáp lưới mùa hè, giúp anh em cảm thấy rất là mát mẻ và rất là dễ chịu. Đó là về cái phần ven gió.
Về cái phần khóa kéo, tất cả những khóa kéo của Speedy Onroad H2O này đều sử dụng là khóa IKK. Đây là một cái thương hiệu khóa kéo rất là nổi tiếng và rất là bền. Và trên mỗi khóa kéo á, anh em thấy là đều có những cái cọng dây dài ra này để giúp mình mang bao tay á, mình dễ nắm, đóng mở những cái khóa kéo này đây. Và cái khóa chính á, để đóng mở cái áo thì nó là một cái khóa dài và rất là lớn để nó chạy từ ở phía trên xuống phía dưới này luôn, giúp anh em đóng mở rất là nhanh. Rồi ngoài vậy thì còn có thiết kế là thêm là hai cái túi ở đây nữa nè anh em, hai túi ở hai bên này. Đây là hai túi. Hai túi này á thì có một cái lớp, có cái phần túi ở phía trong này đóng mở bằng cái dạng nút bấm. Thì phía trong này là cái lớp túi này là chống nước rồi nè. Ở ngoài này nó có một cái túi phụ này nữa, túi phụ nhỏ phía ngoài này nữa. Anh em có thể thích bỏ đồ đạc gì thì bỏ vào đây. Nói chung là cái lớp túi phía trong này chống nước là thấy ok rồi. Mình có thể bỏ tiền hoặc là bỏ những thứ mà mình cần lấy ra nhanh á thì bỏ ở phía túi này cũng tiện luôn. Rất là hay. Đây, bên này một túi nữa. Rồi tiếp theo, ở cái dòng Speedy Onroad H2O này, ở hai bên này á, anh em thấy là có những cái sợi dây nè, giúp chúng ta có thể móc những cái thứ cần thiết. Ví dụ móc khi mình đi tour thì có thể treo những cái thứ cần thiết ở hai bên này cũng được luôn đó, để xài cho việc đi tour. Rồi một cái điều rất là hay nữa là cái hệ thống cổ áo này nè. Cổ áo này nó có thể điều chỉnh được để phù hợp với đường kính của cái cổ người mang. Đây, mình sẽ gỡ ra cho anh em thấy nè. Nó có rất, mình dán được rất nhiều cái vị trí này để thay đổi cái đường kính của cái cổ áo này. Đây, một là công nghệ của Speedy rất là hay luôn. Đó, điều chỉnh xong mình khóa lại thôi. Cái cổ áo thì xài cái dạng là đóng mở bằng nút bấm này, cũng rất là tiện. Rất là hay luôn anh em. Đó, rồi á, khi mà đi vào điều kiện thời tiết mà nóng nữa thì anh em có thể là mở phanh cái cổ áo này ra luôn. Cái cổ áo này nó sẽ gỡ anh này và nó dán vào đây bằng cái dạng là hít của nó 500. Thì anh em thấy không, chúng ta có thể hít 500 và chúng ta mở nhẹ xuống như thế này để cho chúng ta cảm thấy mát mẻ hơn nữa. Đó cũng là một điều rất tuyệt vời của thằng Onroad H2O này đây. Rồi tiếp theo. Về tiếp theo để mình coi còn công nghệ gì nữa không nha anh em. À, ở đây nè, anh em thấy là nó còn có một cái cọng râu ra để mình có thể là lòn cái hệ thống ống nước. Khi mình mang ba lô nước ở phía sau lưng á thì nó sẽ có một cái ống nước vắt lên đây, mình có thể lòn nó vô đây để giữ nó nằm đây, rồi mình dễ dàng cầm đưa vào miệng dễ uống nước hơn. Rồi một cái phần nữa đó là cái phản quang. Phản quang thì ở phía hai bên vai này sẽ có hai cái dải phản quang đây nè. Em thấy hai dải phản quang đây. Rồi ở phía bên cánh tay này cũng có cái dải phản quang, và dưới này cũng có cái dải phản quang luôn. Rồi phía sau lưng cũng vậy, ở phía sau lưng ở phía hai bên vai này cũng có một cái dải phản quang ở trên này. Và một điều đặc biệt nữa nè, anh em thấy không? Speedy nó có thiết kế những cái đai. Thứ nhất là cái đai ở hai bên hông, có một cái hai cái đai ở hai bên hông này đây, hai đai ngay giữa trung tâm này, giúp ôm sát cái áo vào cái vòng eo của mình, vào cái vòng cái hông của mình, giúp cái áo nó gọn vào. Và hai bên cánh tay ở phía trên á thì có hai cái đai dạng dây, còn ở phía dưới này thì có cái đai mà dạng là nút bấm và có hai nút cho chúng ta thay đổi đó, hai vị trí, và chúng ta đóng mở nó bằng dạng nút bấm rất là tiện. Và ở phía dưới cái vạt áo ở đây thì cũng có cái cọng dây đai này, giúp chúng ta là điều chỉnh cái vạt áo nó ôm vào cái vòng mông của chúng ta ở đây nè, vòng eo của chúng ta, cũng rất là tiện lợi. Rồi ở phía sau lưng đi, phía sau lưng cái áo này thì sẽ có một cái túi ở đây. Hầu như những cái dòng áo Touring Adventure nào sẽ cũng có một cái túi ở đây, giúp anh em có muốn bỏ những cái thứ gì vào đây thì cũng đều được hết. Nhưng mà mình cũng ít bỏ đồ vào đây, tại vì nó sẽ làm nặng cái áo mình. Rồi, rất là hay. Và cái áo Speedy Onroad H2O này, hồi nãy mình nói á, nó sẽ xài cái giáp gì? Thứ nhất là nó sẽ xài cái giáp nhét ở sau lưng. Nó là cái dạng, đây là cái giáp nhét để mình nhét nó ở vào sau lưng nè. Thì phải mua thêm cái giáp lưng này để nhét vào phía sau lưng. Và một cái giáp này, nếu mà để an toàn thì mình sẽ mua thêm cái giáp này và mình mang ở trước ngực nữa.
thì cái giáp này sẽ nhét sau lưng và cái giáp này mình sẽ mang rời ở trước ngực. Nó sẽ bảo vệ cái phần ngực và phần xương sườn của mình luôn, giúp rất là độ an toàn rất là cao. Đến cái phần quần đấy ha anh em. Cái phần quần này nó sẽ có là hai cái ven gió. Đây, ở phía trước này có hai ven gió. Chúng ta mở ra và khi chúng ta ngồi xuống thì cái ven gió này nó sẽ mở rộng ra, giúp lấy gió vào rất là nhiều luôn. Rồi khi lấy gió vào xong, nó sẽ lưu thông trong này, giúp rất là mát. Và áo với quần á, thì những điểm dễ tiếp xúc với mặt đường thì nó sẽ gia cố thêm một cái lớp vải chống mài mòn cao hơn những cái điểm khác. Ví dụ ở đầu gối nè, rồi ở phía sau cái cùi chỏ của mình nè. Rồi cái quần á, thì hai bên bên bắp đùi, hai bên mé bắp đùi ở đây sẽ có hai cái túi. Và hai túi này thì chúng ta cũng sẽ mở ra bằng cái dạng là khóa bấm luôn, rất là tiện. Rồi tiếp theo một cái nữa, đây phía sau này đây. Đó, anh em thấy không, phía sau quần này nè, nó có cái dạng là ống quần được mở rộng ra với cái dạng khóa kéo như thế này. Rồi chúng ta mở rộng ống quần xong, rồi chúng ta đi đôi giày bước vào, rồi chúng ta sẽ kéo này lại. Và ở đây đó có cái dạng là điều chỉnh cái kích thước của cái ống quần ở dưới, sẽ bằng cái dạng là miếng dán như thế này. Nó giúp ôm chặt, ôm cái ống quần sát vào cái đôi giày của mình nhiều hơn. Tùy vào cái đôi giày mình mang là ống cái cổ ở đây bự hay nhỏ thì mình sẽ điều chỉnh cái này cho nó ôm vào đôi giày của mình, rất là tiện lợi. Rồi tiếp theo mình sẽ nói cho anh em về cái lớp chống nước đi ha. Đây là cái lớp chống nước mình đã tháo rời ra rồi nè. Cái lớp chống nước này nó có ghi trên này là cái chữ H2O luôn nè anh em. Cái lớp chống nước này á thì anh em tháo ra, anh em mang ở phía ngoài vỏ áo này cũng được luôn. Hoặc là nếu mà mình đi ở những cái vùng lạnh á, mà nó lạnh hoài thì mình lạnh và mưa phùn thì mình mang sẵn ở trong luôn. Mình mang sẵn ở trong này, mình khoác cái lớp vỏ áo này ra. Cái quần, cái lớp chống nước của quần cũng vậy luôn. Còn đây là một cái lớp giữ ấm nè. Cái lớp giữ ấm này thì rất là dày. Đó, nó, trong này nó đệm bông rất là dày thì mặc vào rất là ấm. Thì những cái lớp này chắc là để đi ở nhiệt độ âm ở bên nước ngoài á, hầu như Việt Nam mình cũng không thấy xài tới luôn. Đó. Rồi, như vậy á thì mình đã giới thiệu cho anh em một cái cách chi tiết về cái bộ áo quần giáp Speedy Onroad H2O. Đây là dòng chống nước hai lớp của Speedy, và cái lớp chống nước có thể mang phía trong hoặc mang phía ngoài đều được. Và như vậy á, anh em có tham khảo chi tiết á thì mời anh em lên website advgear.vn hoặc inbox vào fanpage advgear, hoặc đến trực tiếp shop của mình tại địa chỉ 612 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình để được tư vấn kỹ hơn. Mời anh em đón xem những cái clip tiếp theo của mình và xin cảm ơn anh em.